Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại khu vực kênh Ba Bò, hay còn gọi là con kênh Thối, kênh Hôi, kênh Nước Đen, thuộc phường giáp ranh giữa phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt bọt khí ô nhiễm từ dòng kênh ào ạt tấn công nhà dân. Có thời điểm, bọt trắng ô nhiễm tràn ngập dòng kênh. Thực trạng này ngày càng xuất hiện nhiều, thậm chí bọt ô nhiễm còn tấn công cả bữa cơm của người dân. Không ít trẻ em cũng bị dị ứng vì bọt ô nhiễm bám vào. Nhiều hộ dân sống quanh khu vực này cho biết, nhiều đêm, một số doanh nghiệp lại lén xả nước ô nhiễm ra kênh, nhất là vào thời điểm trời mưa, họ lợi dụng xả để nước mưa pha loãng nên rất khó nhận ra. Mấy ngày hôm nay là bọt như nó bay như là tuyết, bay hoài luôn. Mà không đề nghị hoài mà không thấy mấy ai xuống làm việc ở đây hết trơn. Chỉ nghe nói không mà không có ai làm gì hết. Thấy nó bay quá trời bay rồi kêu mấy nhỏ nó vô đóng cửa lại sợ nó ngứa đó nè. Chứ có biết cái gì đâu mà dưới già không thấy đường lai gai tưởng đâu bọc gì không mà ai hồi dưới không hôn bay lên đó. Công cầm làm cho xong đường chẳng có nữa. Đi lại rồi cho đựng nước tràn này kia bằng nhất định là tràn vô nhà nó tràn là ao lầy như nhà tôi là nhiều lắm. Khi dự án cải tạo kênh Ba Bò được triển khai, nhiều ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân cho rằng vấn đề cốt lõi là kiểm soát nguồn ô nhiễm từ các khu công nghiệp của Bình Dương. Chứ nếu không làm kênh rộng ra, cũng chỉ để giúp cho nước thải ô nhiễm tống ra sông Sài Gòn nhanh hơn mà thôi. Được biết, dự án cải tạo kênh Ba Bò được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt gồm 6 gói thầu xây lắp. Số vốn đầu tư dự kiến hơn 744 tỷ đồng. Hàng ngày, dòng kênh này phải tiếp nhận gần 10.000 mét khối nước thải công nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe của gần 40.000 người dân đang sống trong lưu vực. Từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết liệt đưa ra các yêu sách, thậm chí cả tối hậu thư, buộc các doanh nghiệp phải đấu nối hệ thống xử lý nước thải vào khu xử lý tập trung. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề ô nhiễm chưa được giải quyết căn cơ.